Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, công nhân, người lao động, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người dân kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn. Nội dung cuộc thi tập trung vào các chủ đề: chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về trật tự an toàn giao thông, kiến thức kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn, các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, những điều cần biết trong các luật mới ban hành như Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15, Luật đường bộ số 35/2024/QH15. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo tạp chí điện tử, trang cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với cuộc thi. Đường link cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần, từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến ngày 11 tháng 11 năm 2024. Thời gian thi hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ ngày thứ hai hàng tuần, kết thúc vào 9 giờ ngày thứ hai của tuần tiếp theo. Công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền dự thi.